thưa quý vị và các bạn có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm và nguyên nhân khách quan nằm ở vấn đề cơ chế chính sách pháp luật của ta còn nhiều bất cập trồng chéo mâu thuẫn giữa các văn bản luật tình trạng cán bộ công chức ngày càng sợ trách nhiệm không dám làm không dám đề xuất sáng tạo không phải là câu chuyện mới chủ tịch nước nguyễn xuân phúc giai đoạn giữ chức vụ thủ tướng đã từng cảnh báo về tình trạng này và gọi đó là virus sợ trách nhiệm theo ông hoàng anh công phó trưởng ban dân nguyện của quốc hội phòng chống tham nhũng tiêu cực là để người ta dám làm những việc tốt có ích đó là yêu cầu tối thượng hình dung việc phòng chống giống như một cơ thể khi có virus xâm nhập thì phải có cơ chế để phản kháng lại virus ấy muốn thế cơ thể phải khỏe mới sinh ra những kháng thể khỏe để chống lại virus còn phòng chống một cơ thể yếu đến mức không sinh ra kháng thể như thế là phòng chống đang từ thái cực này bị chuyển sang thái cực khác một xã hội mà chỉ có chống theo tôi không phải là mấu chốt, quan trọng là phải xây, lấy xây cái tốt để chống lại cái xấu, làm những điều tốt để át những điều xấu. Cơ thể khỏe mạnh rồi thì những bệnh tật sẽ khó có thể tồn tại trước những kháng thể mạnh mẽ của cơ thể, cái xấu khó có thể lên lỏi vào được. Quan điểm là phải lấy xây làm trọng, chống chỉ là giải pháp. Không phải là chủ yếu, chúng ta phòng chống tham nhũng là phòng chống những mặt sai trái tiêu cực, đồng thời cần tạo một cơ chế để người ta không thể sai, không dám sai và trong trường hợp sai thì phải có cơ chế để xử lý nghiêm. Quan trọng hơn nữa là qua phòng chống tham nhũng tiêu cực chúng ta xây dựng được bộ máy tốt trong sạch làm việc có hiệu lực hiệu quả. Sức mạnh tập thể luôn là yếu tố có vai trò quan trọng để vững vàng vượt qua các khó khăn, đạt được thành tựu đáng ghi nhận trong cuộc sống hay tạo ra những thay đổi có tính bước ngoặt. Tuy nhiên, lịch sử cũng có nhiều bài học cho thấy cần hết sức thận trọng cảnh giác với những nguy cơ hệ lụy từ các đám đông a dua cảm tính, cực đoan bởi điều này không tạo động lực cho sự phát triển mà còn tạo ra trở ngại kéo lùi sự phát triển và gây hại cho xã hội thời gian tới có thể nảy sinh một số vấn đề phức tạp trong đời sống nhất là trong bối cảnh chúng ta vừa tăng cường kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh bảo đảm cuộc sống cho người dân vừa nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và mở cửa từng bước tiếp tục thực hiện những chiến lược đã đề ra bởi vậy để kịp thời ứng phó với âm mưu thủ đoạn thâm độc xảo quyệt của các thế lực thù địch những phật tử chống phá núp bóng đám đông bên cạnh sự và cuộc hiệu quả của cả hệ thống chính trị các cơ quan chức năng đội ngũ truyền thông báo chí mỗi người cần tuyệt đối tin tưởng vào vai trò tổ chức lãnh đạo của đảng nhà nước và của chính phủ chủ động tự trang bị bộ lọc về thông tin, củng cố khả năng đề kháng của bản thân, tỉnh táo và thận trọng trước thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng, không vội tin, nghe theo người khác, nhất là đối tượng ẩn danh trên mạng xã hội. Không chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc, có chính kiến rõ ràng và suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra ý kiến quyết định có thể tác động đến nhiều người. Nếu phát hiện hiện tượng bất thường đáng nghi ngờ, đặc biệt là các hoạt động chống phá phạm pháp cần cảnh báo với cộng đồng, thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng để nhận diện xử lý. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 nhưng hiện các hãng bay Việt vẫn chưa mở bán vé Tết. Theo các chuyên gia, điều kiện căn bản nhất để thị trường hàng không có cơ hội phục hồi là tình hình dịch bệnh được kiểm soát, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Theo ông Võ Huy Cường, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc mở đường bay đến đâu, tần suất như thế nào, cần căn cứ vào thực tiễn thì mới mở bán để tránh trường hợp vé bán ra những chuyến bay không thể thực hiện được nếu dịch diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu chỉ mở bán với những chuyến bay đã được cấp phép. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đến thời điểm hiện tại các hãng mới chỉ bán cho các chuyến bay khởi hành trước mùng 1 tháng 12 năm 2021. Các chuyên gia cho rằng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, người dân e ngại đi lại nên lượng khách không cao như những năm trước. Hiện lượng kiều bào mong muốn về quê ăn Tết rất lớn nhưng do vướng nhiều quy định và cách ly nên cần có phương án sớm để họ chuẩn bị và có kế hoạch cách ly khi về nước. Để hỗ trợ khách hàng các hãng bay mở bán vé với nhiều lựa chọn đa dạng về giá, giờ bay và đặc biệt là các điều kiện hoàn đổi vé linh hoạt nhằm đáp ứng nhiều đối tượng hành khách giúp hành khách chủ động lập kế hoạch và dễ dàng điều chỉnh lịch bay nếu có nhu cầu. Ông Hoàng Quốc Long Vụ trưởng vụ công tác thanh niên Bộ Đội vụ cho biết sau khi kết thúc đề án đưa 500 tri thức trẻ về các xã khó khăn, hầu hết các tri thức trẻ đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 385 người chưa được bố trí công tác. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai? Liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách cho đội viên đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Vũ Đăng Minh, Tránh Văn phòng Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết, hiện Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 136 về giải pháp bố trí đối với đội viên đề án 500 trí thức trẻ. Theo đó, Bộ Nội vụ và các bộ liên quan 34 tỉnh thuộc phạm vi đề án giải quyết vướng mắc trong việc bố trí sử dụng đội viên đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian chờ địa phương thực hiện việc tuyển dụng bố trí công tác thì các đội viên tiếp tục được ký hợp đồng lao động để làm việc tại các xã nơi đang công tác đến khi địa phương thực hiện việc tuyển dụng bố trí làm cán bộ công chức cấp xã hoặc công chức viên chức đây là vấn đề bộ đang đôn đốc các địa phương để xem xét xây dựng phương án tuyển dụng bố trí vì nhiều bạn đang rất băn khoăn lo lắng Hôm nay là ngày tưởng niệm những đồng bào Việt Nam chúng ta đã qua đời vì dịch bệnh Covid-19. Trong số những đồng bào đã qua đời ấy có những liệt sĩ đã hy sinh để cứu nhân dân mình ngay những lúc dịch bệnh bùng phát khốc liệt nhất. Hôm nay tất cả chúng ta còn sống đây, chúng ta tưởng niệm những người đã mất, xót thương những đồng bào chúng ta đã qua đời. Đồng thời tự đáy lòng mình, chúng ta xin cam kết với những em bé mồ côi sẽ cùng con đi tiếp cuộc đời. Để mỗi người trong chúng ta có thể là những người thân yêu của các con các cháu là chỗ dựa cho những giọt nước mắt đắng cay tủi cực ngừng lăn trên gương mặt trẻ thơ. Đó là trách nhiệm của chúng ta với những người đã khuất. Chưa bao giờ hai tiếng đồng bào trở nên thiêng liêng đến như vậy với người Việt Nam. Cũng chưa bao giờ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố nghĩa tình lại sâu đậm hai tiếng nghĩa tình đến như vậy không ai bị bỏ lại phía sau, đó phải là lời hứa của những người đang sống chúng ta khi nghĩ tới những gia đình còn bất hạnh, những đứa trẻ cần nơi nương tựa, những người già cần được chăm sóc. Trong ách nạn đã sáng lên tình nghĩa đồng bào, sự đùm bọc đã trở thành chuyện hàng ngày. Những người thiện nguyện đã ở quanh chúng ta, đã chính là chúng ta. Tất cả những gì tốt đẹp ấy đã thành những hành động cụ thể, những vật chất tinh thần, thành những dấn thân vì nghĩa cả, vì sự sống của những bệnh nhân, vì những người nghèo khổ yếu thế, vì tất cả những ai cần được trợ giúp để có được cuộc sống bình thường. Cuộc chiến chống dịch bệnh còn lâu dài, nhưng lâu dài hơn dịch bệnh là lòng nhân ái, là sự đùm bọc, là tình yêu thương giữa con người, là tấm lòng đồng bào không kể thân sơ với người Việt đó là văn hóa cao nhất. Ngày mai 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Hàng năm, ngày này thể hiện vẻ đẹp tôn sư trọng đạo của văn hóa việt nam là dịp xã hội tôn vinh người thầy các thế hệ học trò tri ân thầy cô giáo Sinh thời bác hồ dạy vì lợi ích 10 năm phải trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người. Giáo dục từ lâu được xác định là quốc sách hàng đầu. Trong bức thư cuối cùng gửi học sinh sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới vào tháng 10 năm 1968, bác hồ căn dặn dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt. Gần hai năm qua đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo. Do đợt dịch bùng phát lần thứ tư, hàng chục triệu học sinh các cấp phải học trực tuyến dài ngày, ảnh hưởng đến tâm lý, chất lượng học và đạo luận cuộc sống của hàng triệu gia đình hàng nghìn em mồ côi do mất cha mất mẹ trong dịch bệnh. Bác Hồ từng căn dặn non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Để làm được điều này, chính người khẳng định không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế văn hóa. Tôn vinh người thầy là vì sự nghiệp chồng người, vì đất nước. Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, phần lớn học sinh trên cả nước phải học trực tuyến. Đây là giải pháp tình thế để duy trì nền nếp học tập cho học sinh. Nên so với hình thức học trực tiếp, thì việc học trực tuyến còn nhiều bất cập, chưa thực sự hiệu quả như mức độ tương tác giữa giáo viên và học sinh còn hạn chế. Thời gian dành cho học sinh không nhiều, nên giáo viên khó kiểm soát, khó đánh giá được chất lượng dạy và học. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức hoạt động dạy trực tiếp tại các trường học cơ sở giáo dục, trong đó quy định rất rõ về những biện pháp để học sinh đến trường an toàn. Theo đó các nhà trường cho học sinh trở lại lớp dựa trên cấp độ dịch ở từng địa phương. Cụ thể đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2, tổ chức dạy học trực tiếp, củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phương tiện để sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cùng với việc tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, công tác y tế trường học cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thông qua sổ liên lạc điện tử, hệ thống sổ tay, phòng chống dịch, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học được triển khai một cách đồng bộ hiệu quả. Trong điều kiện dịch bệnh với diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định công thức phòng chống dịch chuyển sang 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ, cộng ý thức của nhân dân. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, cấp ủy chính quyền các địa phương và ngành giáo dục đang chỉ đạo quyết liệt các nhà trường, cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả an toàn nhằm sớm đưa học sinh trở lại trường. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng chỉ rõ, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Ý thức sâu sắc về sức mạnh của văn hóa dân tộc xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng ta luôn đề cao nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị truyền thống tốt đẹp, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhờ vậy lĩnh vực văn hóa đạt nhiều kết quả to lớn và quan trọng, đặc biệt trong 35 năm đổi mới. Từ năm 1986 đến 2021, những thành tiệu của khoa học công nghệ đã thổi luồng gió mới tác động tích cực lên mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có đời sống văn hóa. Với đặc trưng nền văn hóa thống nhất trong sự đa dạng ngành văn hóa và các địa phương đang nỗ lực đẩy mạnh công tác bảo tồn và khai thác các giá trị truyền thống, tạo thành những sản phẩm đặc sắc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của người dân công tác xã hội hóa đã thu hút đông đảo các tổ chức và cá nhân tham gia góp phần tích cực gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp dần loại bỏ những lỗi thời lạc hậu những giá trị văn hóa việt nam tỏa sáng được thế giới công nhận là một phần không thể thiếu trong kho tàng văn hóa quý giá của nhân loại